xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hiện diện cả nhà tô màu bức tranh một cô gái Trung Hoa này, mặc một bộ đồ rất là xinh cùng với ngọn nến này. Hãy cùng tô với mình nhé.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình trên đây kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.